Rồi ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình ngày hôm nay ha. Nên mình lại tiếp tục đánh huy chương L'Oréal nha. Rồi, hôm nay thì cái kèo của mình sẽ là với lại bạn Vera nhé bạn. Batman thì đi support. Trên mình thì Batman sẽ có kèo đối đầu với lại bạn Yulun nha. Ôi ôi, ông top thì đâu xuống đây trời. Ôi thanh niên, ồ thế này mày đi lộn đường hay gì đó, để luôn tới luôn, thôi lùi lùi tiếp để cho đỡ bố phàm các bạn. Máu này thì team mình sẽ có phần trâu hơn nha mày, này có lưng bố và Amelie, còn team bạn thì khá là mỏng, thì team bạn có Vera, Batman với lại Batman với lại bạn Murat nha. Đó, đường dưới sẽ là kèo đối đầu của Yudu, Velez với lại Batman và Yon nha. Nè, thì mình đang ép này, mà cái này sẽ khó rồi. Ủa, băng trụ luôn hả? Chơi luôn, vô. Ok, được cái chiến cầm đầu nha các bạn. Rồi, lùi lùi tí. À, Vera, ok, hai mạng luôn. Thôi, Batman luôn nè, lụm luôn. Ba mạng luôn. Thì mình được một mạng hỗ trợ với hai mạng hai gục nha bạn. Ok, đầu game gì là rất là thơm rồi đó. Còn trên thì có vẻ như là bạn Amelie chơi không lại bạn Murat rồi. Này nè, Na lâu quan sứ nha. Ngoại nhân vừa đó nha, vô. Chưa ăn được, chưa ăn được. Chơi, mình có người nào. Ôi pha này chắc xong rồi nội. Thôi nhưng mà mình vẫn hạ được cái mạng của Nai nha các bạn. Ok gì cũng được rồi. Chung là bỏ lại hai cái mạng rồi đổi lại một điểm hồi gục thì cũng lỗ nhẹ thôi, nặng lắm. Kìa, dính kìa. Ok. Hay nha pha này, hay nha, mình người tưởng nha. Pha này Violet không hiểu ý là Yuru lên nó là mất, có thể là mất cái ulti luôn nha. Lao vào, tại vì vào con trụ nó vào sâu cái thềm trụ, cái sâu phần trụ quá, nhiều khi đánh nó hơi rén tí các bạn. Trụ đầu game nó bắn đầu lắm, đây đầu game máu còn mỏng mỏng xịt nè, bay vào con trụ thì dễ bay bay hơi lắm. Nên mua gác nè, mua gác đâu. Rồi bỏ đi, pha này chắc không bắt được rồi. Ô, dám quay lại chơi luôn hả? Đây chơi thì lụm băng luôn, lụm luôn đấy, vẫn hạ được cái mạng của Amelie nha. Batman à, pha này pha này rén là tóc biến các bạn. Rồi vô vào bây giờ Batman không solo lại đội bố đâu, đội bố bây giờ bật chiến trận lên là Batman khó sốc đam lắm. Batman xuống nha. Ở trên thì có vẻ Amelie bị gank hơi nhiều các bạn. Để tí gắng cố gắng vô mình lên rồi. Lô hoàng sứ nha, không bay dàn vừa đâu. Mình xin nhẹ con bùi xanh đi, bố cháu không ăn đâu. Thôi, cho mình xin đi, xin nhé. Ok, thôi, bạn này rất biết nha, thấy nha. Đường là gặp đường ghét là nó ăn rồi, ngoài này vẫn nhiều mình nha. Dọn gãy nha, bắt đầu dọn gãy nha. Ok, mình còn ăn chung các bạn. Xin phải nói hả? Mình tưởng mình hiểu ý rồi, mình không nói. Na vô phần này xong na rồi. Ồ, pha này làm chậm quá, làm chậm nữa rồi.
nè, cứu được lũ bố không? Được, 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 nghe được, nghe được, nghe được, nghe. Vậy là choáng rất là khó chịu luôn các bạn. Mà mình sẽ cố gắng mình đè đường ra nha, đây, Murat nè. Nên trên thì có vẻ như Amelie bị ăn hành hơi nhiều các bạn. Mà nó ở bên anh nhé, họ bên anh hình như là đi đường hội nga luôn, dính trưởng luôn à, dù công ty rất hay nha, là đó nếu như không có công ty của Yudu là nay chạy được phải bạn, do này do không có mù không mù. Bắt bóng đó đó đấy, thế nào cũng biết có bước về mà sai lầm rồi nha bạn ơi. Your team has destroyed a tower. I have you in the palm of my Thì mạng có vẻ hơi bị ép, hơi bị dữ nha. Thì mình thì ngoài lên top bị thọt ra thì các lane đều thắng đường hết các bạn. Chỉ có lên top thì hơi thọt tí thôi. Thế nó kìa, ủa sao đứng lại? Đây đây đây, nhanh đó, tốc biến nhanh đấy, lùi 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 lùi, mắc 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 rồi, lụm luôn lụm luôn lụm luôn, ồ xào quá rồi em, ôi lùi thế lùi thế, giòn người giòn nè, thế bạn cũng có vẻ như hơi rén nha bạn, thì bạn không dám dâng cao nha. Thì đem bạn máu mỏng nhiều quá, mà máu mỏng mà vô mà combat tổng mà gặp Yudu rồi Yudu choáng một phát thôi là tem mình chốc đam nha. Mu nè mu nè, bắt mu luôn, rồi 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 rồi. Ở đây hết mana rồi, về 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 ở đây. Về lùi lùi tí lùi tí lùi tí. Nó biết ngay mà. Hết mana rồi, không còn mana nó dùng chiêu, mana nó ra nó bắt chạy không kịp. Kinh công đi, kinh công đi, kinh công nè. Kinh công đi, kinh công được nè. Rồi, mất trụ cho rồi. Thôi, bắt, bắt bánh man luôn, bắt bánh man luôn. Bánh man này hết chạy rồi. Rồi, ok. Ơi, đừng để mất chủ. Ôi, này, bơ phát game coi. Kinh công nè. Ăn công là win luôn nè các bạn ơi. Được không ta? Mình nghĩ có được, có ra được thì tem mình hiện tại là xanh lắm rồi, còn nhiều vị trí nào cũng cố xanh đó chứ. Boss bây giờ mà vô mà chủ một cái thôi là lấy ít nhất cũng 2 phần 3 máu Yon hoặc là Vera, thậm chí cả Mugat luôn. Lết ăn mất bà nó rồi còn gì nữa đó không mà ăn rồi, rồi rồi ép luôn chơi này chơi này chơi này, đây đây đây, đây dính này dính hai người nè, rồi từ 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 phải là lỗi mình rồi, vẫn sống được à, để xíu nha, về cái nha, về về cái lên thì mang lên ba người nè, ba này kinh công vô rồi thì bạn sao đép nổi, vô như là Vera sao đép nổi.
Mình lên đi đây. Đó mấy bạn thấy cây đi không? Thì bạn ngồi vô nên bạn ngồi qua này quên luôn rồi mấy bạn ơi. Thì chắc mình lên cũng không kịp quá. Rồi. Mới sạch luôn rồi. Oh, quên 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 quên. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Một trận đấu rất là đơn giản nha. Các bạn bích rất là nhiều máu mỏng nha. Rồi, bye bye.